Các thông tin an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý sẽ nối tiếp chương trình ngày hôm nay. Theo số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sau 5 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm 96 người tử vong và bị thương 96 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 135 vụ, làm 94 người tử vong, bị thương 96 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 2 người tử vong. Tính riêng trong ngày 1 tháng 5, ngày nghỉ lễ cuối cùng, cả nước xảy ra 26 vụ, làm 16 người tử vong và bị thương 17 người. Số vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm nay đã giảm nhẹ so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cả nước đã xử lý trên 11.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 15 tỷ đồng, tạm giữ 138 ô tô, 2.288 mô tô và 2.274 giấy tờ các loại.